quẩy ở hộp đêm sau AS Roma bị đuổi xuống đội trẻ. Theo Mestigro, huấn luyện viên Mourinho đã đuổi Felix Afena-Gayan xuống tập cùng với đội U19. Lý do là cầu thủ này đã lén đi chơi ở một hộp đêm vào cuối tuần trước, trong bối cảnh Roma đề nghị mọi cầu thủ tránh xa các tụ điểm ăn chơi để đề phòng dịch bệnh. Do vậy, Afena-Gayan sẽ phải tập luyện với đội trẻ Roma cho đến khi có thông báo mới từ ban huấn luyện. Afena-Gayan là phát hiện mới của Mourinho ở mùa này. Cầu thủ 19 tuổi tỏa sáng 2 bàn để giúp Roma giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Genoa ở vòng 13 Serie A hồi tháng 11/2021. Sau màn tỏa sáng, huấn luyện viên Mourinho đã đích thân mua một đôi giày thời trang trị giá 800 euro để thưởng cho cậu học trò sinh năm 2003, đồng thời dành lời khen có cánh cho Afena-Gayan. Sau màn trình diễn này, cầu thủ người Ghana có thêm 9 lần ra sân tại Serie A cho Roma nhưng chưa ghi thêm bàn hay kiến tạo nào. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.